tiên là không có. Có Không lần có. sau thôi là mới có nắm tay, đi quán cà phê rồi có nắm tay, cái đó là Thế có. hôm nay hôn ít không? Cái đó là phải có rồi. Hôn ai hôn ai trước? Thì người kia chứ không ra ai. Ai hôn ai trước? Thì anh đó. Anh đó mệt bà ghê. Anh đó tên là gì? Anh tên là tên anh My. Anh My hả? Anh My, anh My lúc ấy là có nói là em yêu anh không? Thì cũng vẫn nói bình thường, Nói làm sao? không Nói làm sao? thì cũng vẫn nói là cũng như là nó thương cả đời vậy đó. Trời đất ơi. Trời đất, thương cả đời Là luôn. nó nói là cha mẹ nó không có cấm cản, cái dù là lớn lớn tuổi hay là nhỏ tuổi Trời ơi là là trời. vậy, nói Tranh chuyện qua thủ. lại thôi, Ôm nhau lâu, nhưng mà ôm nhau lâu không? không có ôm gì hơn đâu. Chỉ có đè nó hôn thôi. Không có, Kỳ là vậy? tại ngồi quán mà mình đó, đó là ngày đầu tiên là mình ngồi quán Rồi là hôm thứ chuyện hai. không. Hôm thứ hai gặp ai? Thứ hai thì anh cũng chạy qua gặp mình. Anh chạy qua gặp luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Anh qua từ đâu? Qua từ 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 Gò Vấp ở ở Gò Vấp chạy tới qua, nhà chị luôn. đúng, ở chỗ nhà trọ của chị nó, chợ Bản Chính. Rồi vào nhà trọ thì ngon, quả là úp xoạt rồi. Thế vào nhà trọ hôm nay anh làm gì? Thì lúc đó đi uống cà phê đi ở ngoài chứ không không về phòng. Đó, thế thì, xong đi uống cà phê xong rồi có về phòng không? Không Rồi làm gì nữa? là đi đi vô nhà nghỉ À nhà nghỉ nghỉ. thôi đó. Người ta gọi trước mà, người ta nói là hôm nay anh mời em đi nhà nghỉ không? Có À, xong chị đồng ý ha. À, đồng đồng tình. Mình cũng cũng nói đúng, chung là mình lâu rồi cũng ham chồng ha. Cũng muốn có chồng rồi. thì đã mình kiếm một bờ vai để dựa là nửa đời còn lại mà, ai ngờ đâu là anh lừa một khúc vậy, chị cũng Một không khúc. ngờ là bây Một giờ từ lúc mà chị ảnh lấy tiền của chị là chị bệnh tới bây giờ luôn tiền á. gì nữa, từ từ đó tiền. Bây giờ này này, thế vô nhà nghỉ không ấy là làm gì? Thì cũng cũng vậy đó, hôn với nhau rồi gần Hôn. gũi nhau. Hôn là gần gũi nè, em không biết mấy lần. Lúc đó 3-4 lần vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi. Ông bắt gà là ông sung quá ông ơi. Ông sung quá, ông là xấu mà ông sung vậy, ông được khoa, ông được mỗi cái củ thôi. Chết rồi đó. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Tên Nguyễn Thị Tiền, Chị Tiền nhiêu nhiêu tuổi rồi? sinh năm 1973. 73 là năm nay là 50 nha. U50. Dạ. Rồi U50 à, đang nguyên quán ở đâu? Quê quán An Giang. An Giang luôn hả? Xa dữ vậy. Chị cho em biết này, chị hiện nay có chồng con không? Không. Không luôn hả? Chị trước đây đã từng lấy chồng chưa? Có chồng có hai cháu mà có nó mất hiếu, nó đi hết rồi. Con bất hiếu đi hết rồi. Con bất hiếu là sao? Bất hiếu là đuổi chị ra đường. Không có, mà nó không quan tâm tới mình lo lắng cho nó mà nó không quan tâm tới mình. Bây giờ mình lo, tự lo mình nên. Con chị là trai hay gái? Một đứa trai đứa gái. Ôi trời, lấy vợ lấy chồng chưa chị? Có hết. Có hết rồi. Có. Dạ. Còn đây hiện nay chị là bà xuôi ha. Dạ. Mình có cháu ngoại cháu nội hết chưa? Có đầy đủ. Có đầy đủ hết rồi hả? Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em đây chia sẻ cái câu chuyện, là cụ thể là câu chuyện làm sao chị? Câu chuyện thằng này nó lừa đảo. Câu chuyện lừa đảo hả? Dạ. Lừa đảo làm sao? Nó lừa đảo em hết 4 chỉ vàng với 8 triệu. Trời đất quý thần ơi. Chị cho biết này, chị hiện nay đang sinh sống ở đâu? Chị bây giờ chị đang ở chỗ đó kia, chỗ gì em, chị mới lại cũng không biết nữa, Chị tại đã... chị tập lum hết. Rồi chị cho biết là chị trước đây chị làm công việc gì? Chị làm hồ. Chị làm hồ hả? Chị làm hồ, chị làm hồ ở đâu? Làm tùm lum hết trơn á. Tùm lum là ở đâu? Là mà ở Bến Cá, cỡ ở Bến Tre, cỡ ở Bình Dương, tùm lum chỗ hết. Bến Cát, Bến Tre, Bình Dương. Dạ. Ôi trời đất quỷ thần ơi. Rồi chị hiện nay là trước đây chị có làm công ty không? Có làm công ty mới mấy tháng nay rồi bệnh rồi nghỉ, tới giờ Bệnh năm gì sáu tháng nữa? rồi. Bệnh gì Cũng nữa? tê nửa người á, Tê mất lửa thiệp người. 5 người, 5 tháng nay rồi. Em cũng tê nhiều cả người đây. Chị tê có lửa người thôi, chị bị sao tê lửa người? Bị bệnh, Bệnh gì? bệnh tắc nghẽn, tắc nghẽn mạch máu á. Rồi để chốc em bấm huyệt cho. Chị có cần bấm huyệt không? Anh em đây là có nhiều cái chiêu gọi là bài thuốc gọi là cơ bản để bấm huyệt. Và bấm cái là liệt cả cả người luôn, liệt toàn thân luôn. Chị bây giờ đang liệt lửa người đúng không? Rồi, chị Tuyền cho em biết này. Chị hôm nay về đây chia sẻ cái câu chuyện mà hiện nay là chị nói là cái người đàn ông này nhìn là như tướng bắt gà. Tướng này như tướng bắt gà bắt mèo luôn nha, chứ mà bắt chó nhìn còn đẹp trai. Cái tướng này đen thủi lụi sâu quắc này, đúng không? Về đây nhờ anh em chia sẻ cái câu chuyện cụ thể làm sao mà cụ thể làm sao. Đi tìm người này là lấy lại đòi lại công bằng cho tôi, được rồi Sao lấy kỳ tiền vậy? này, tại vì người này lừa đảo lấy tiền tôi rồi bỏ trốn. Sao lại tự nhiên là người ta có mối quan hệ với chị nào là lừa đảo? Chị tặng người ta tên là gì? Tên Võ Nguyễn Hoàng My.
Nguyễn Hoàng My, Họa My đúng không? Ồ, Họa My hát. Ồ, tên thì hay mà mặt thì nhìn có vẻ là cũng bậm trợn, đúng không? Tướng thì như tướng bắt gà. Người đàn ông này họ tên đầy đủ này chị có nhớ không? Không, chị không nhớ hết. Kỳ vậy? Tại thân, tại mình không có, tại đi làm xa đó, lâu lâu nó mới về một lần thôi. Nó đi làm hồ á, nó rồi làm... chị cho biết này, chị quen biết gặp người đàn ông này trong cái cương vị nào mà ở đâu? Thì nó lên Zalo, Facebook á. Lại lên Facebook quen. Rồi má ơi là má. Rồi nó quen rồi nó mới nói là nó không vợ, nó độc thân. Trời ơi. Đó. Trời. Mình mới nói là mình khổ, mình già rồi, mình không có, mình lớn tuổi mình không có thương người trẻ tuổi. Nó thề là nó nói gia đình nó. Rồi bây giờ không mình... cần nhỏ tuổi, không cần lớn tuổi, nó nói là chấp gia đình nó đã chấp nhận hết. Ôi trời. Đó. Rồi bây giờ rồi. Này, khoan. Chị chăm hỏi này nhé. Chị là người thường xuyên chơi trên mạng xã hội mà chị gặp cái ông bắt gà này. Đúng không? Ông bắt mèo này là ông quen biết chị trên mạng xã hội. Ai là người tán ai? Người này nè. Tán chị. Ừ. Tán chị sao? Thì người này gửi lời mời kết bạn rồi mới nói vậy đó, mới nói là độc thân hồi đó giờ không có cha, không có vợ con. Ở trong cuộn không à, trong không ruộng. Ra ngoài. Nên ruộng. Bởi vậy là nó ở với cha với mẹ chưa có gia đình. Nó rồi tôi nói là tôi lớn tuổi lắm đừng có thương tôi. Là nó là gia đình nó là chấp nhận không có nói là lớn tuổi. Là vậy. Chị em biết này. Chị trên mạng xã hội là trên các trang mạng chị có hay thả thính không? Không, chị không có thả thính ra hết. Không tại thả. Có biết chữ đâu thả thính, lên trời, chơi vui thôi. Chơi vui mà sao mà chị thì nhắn tin bằng cách nào? Chị đâu có biết nhắn tin đâu, qua giọng nói không à, ghi trời âm không ơi, à. Ghi âm đúng không? Ghi âm cho gửi. Nó ghi âm rồi tự nhiên đầu nó sợ nó lấy được ba cái tiền của mình rồi không, nó chưa nói. Bỏ Facebook luôn. Chưa nói lấy tiền. Khi quen trên mạng là chị quen người đàn ông này trong vòng bao nhiêu thời gian? Cỡ 2 tháng à. 2 tháng bắt đầu cắn câu. Khi ai rủ ai đi chơi? Thì này nè, nó hẹn ra qua bên nó chơi. Họa My này rủ chị đi chơi. Đúng rồi. Rủ chị đi chơi đâu? Đi qua bên trên chỗ gò dắt gì đó. Gò Bắp luôn? À. Thành phố Hồ Chí Minh? Đúng rồi. Ồ, chị đi bằng phương tiện gì? Chị đi xe Grab, chị đâu có biết chị xe đâu, đi xe Grab vào đó. Ồ trời đất quỷ thần ơi. Vậy là chị đang sống ở Biên Hòa? Đúng rồi, Vũ Long đúng không? Đúng rồi, mới ra Biên Hòa 2 tuần nay thôi. Lúc trước vậy là người tại sao mà chị cũng nói là cái người đàn ông này về thăm chị mà chị phải đi thăm? Tại vì người đó nói là người đó đang bận chưa có lấy tiền được. Thế chị cũng nói là được. Chị cũng nói là chị tôi đang bận. Anh thì, cần anh yêu tôi anh phải thăm tôi chứ. Nó nói là nó muốn qua lắm mà nó không có tiền. Nên đi qua đây thăm đi rồi. Rồi xin tốt. Thế chị quen với người đàn ông này mục đích chính là để làm gì mà người ta chia sẻ là người ta không có tiền, không có tiền để đi thăm người yêu? Tại vì á, là mình kiếm một người bà giai để dựa lại nửa đời còn lại thôi. Chứ tiền bạc thì mình nghèo là mình tự làm lên. Đó, người đó nó đúng đồng ý là như vậy. Đó. Rồi chị cho biết này, cái người đàn ông Họa My này, chim hót này nhiêu tuổi rồi? 32. 32 tuổi? Mà chị nhiêu? Chị 51. Trời đất quỷ thần ơi, má ơi là má. Chị từ chối nó nhiều lắm mà tại vì nó thề thốt đủ thứ hết á. Nó thời mà nó có gian dối cái xe container cán nó nát. Thôi không cán, cán gì mà cán. Bây giờ này, chị cho hỏi này, hai người trò chuyện nhau trên Facebook. Đúng không? Đúng. Ai là người nói thương yêu ai? Thì My nói trước. My, Họa My này, ông bắt gà này, ông nói yêu chị đúng không? Ông nói yêu sao? Ông tán tỉnh sao? Thì ông nói là ông độc thân vậy đó. Rồi sao nữa? Người ta gọi chị bằng cái gì? Thì ban đầu á thì bằng chị hay bằng cô? Không có, cái ban đầu thì cũng nó hỏi bao nhiêu tuổi thì nó nói là vậy đó. Thì sao nó cũng gặn cũng kêu bằng em đàng hoàng chứ không phải là bằng chị bằng cô gì hết á. Thế là người ta xưng chị bằng em. Đúng. Trời đất quỷ thần ơi má ơi. Người ta là năm nay mới có sinh năm mấy? Năm nay nhiêu tuổi? Người đó là có 32 tuổi thôi. 32 tuổi mà chị 51 52 rồi. Và chị từ chối dữ dữ lắm. Gọi đặng thời thốt này kia nọ dữ lắm. Mới 30, 93 là 30. 30, gọi trên nhau là đúng 20 tuổi đó. Đúng chưa? Chị sinh năm 73 hả? Đúng rồi. Rồi 20 tuổi tròn. 20 tuổi tròn. Đúng là lý là chị đẻ ra hơn người này rồi. Nha. Đúng. Chị đẻ ra hơn người này. Đúng. Thế tại sao mà người ta gọi rằng chị bằng em như vậy mà chị có lúc ấy chị thấy có người không? Chị cũng từ chối lắm. Sao chị ngượng mà chị từ chối, chị nói là chị người lớn tuổi chị không thích. Nó gọi nó thề thốt nó dữ. Nhưng mà lắm khi nói chuyện trên hình là chị có thấy mặt người này không? Thấy. Thấy đẹp trai không? Tôi không giống gì thôi à. Trời đất quỷ thần ơi mắt. Ở trong hình sao để ngoài vậy đó. Ông ơi là ông tí hí mắt lươn. Gái thì trộm cướp mà trai thì buôn chồng người. Trời ơi má ơi là má. Sao má nhìn ông này ông cãnh con này mà sao này má mê muội đến mức độ như vậy. Rồi thế nào sao mình còn tới nhà người ta nữa? Đúng không? Mình tới nhà người ta chi vậy? Tới không, nhà. Không phải tới nhà, tới chỗ làm thôi. Nhà thì nhà với Cà Mau. Thế làm ở đâu nữa? Chỗ làm để đi làm gò dắt. Trời ơi, người ta làm công việc gì? Làm thầu, cũng làm thầu xây dựng. Hồ chứ không thầu. Làm hồ đúng không? Ừ đúng rồi, cu ly. Rồi đấy, cu ly hả? Ừ. Trời đất quý anh ơi. Quê chị gọi là cu ly à? Ừ.
Cô em gọi là Phụ Hồ chứ không phải Cô Ly. Chị đặt tên là Cô Ly luôn à? Rồi, thế người ta nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở Cà Mau. Cà Mau luôn. Thế khi tìm hiểu nhau trên mạng xã hội thì chị có hỏi người ta nguyên quán ở đâu không? Có, thì nói ở Cà Mau. Thế chị có chia sẻ là tôi đã từng có chồng có con không? Có, nói hết luôn, có. Thế chị có nói là bây giờ hoàn cảnh của tôi là điều kiện về kinh tế không có không? Có. Còn vẫn nói hết. Rồi sao nữa? Sao người này người ta vẫn thương chị? Người ta vẫn thương chị. Đúng. Đúng không? Đúng. Người ta thương chị người ta nói làm sao? Thì người ta nói người ta không cần giàu nghèo, miễn mà thương thật là được. Thế là anh gọi là cặp đất anh em à? Thì nó là hai bà con hai bàn tay thì tự giàu từ bơi gắn lên. Tự bơi, nhưng mà cố gắng bơi bằng cái gì? Bơi gạch hay bơi đá? Nó là vậy đó. Trời ơi. Rồi, thế khi nào mà chị quyết định cho người đàn ông mà đến gặp chị? Thì cũng gặp nhau là vậy đó, từ 1-2-3 tuần thì mới lại gặp một lần. Hôm đó. Đầu tiên chị từ một tỉnh nhất xa, chị về gọi là Gò Vấp, đúng không? Đúng. Để tìm hiểu và gặp người đàn ông này bữa đầu tiên. Chị gặp thì hôm bữa là... gặp là lúc đó là chị ở Bình Dương. Chị đi làm công ty. Rồi. Đó chị gặp. Xin công ty cho gặp người yêu luôn, đi gặp người yêu luôn. Đâu có ngày chủ nhật đầu kia đó, ngày đó mình nghỉ đó. Thế hôm đó chủ nhật thì chị lên chị có tặng bông cho ông này không? Không, chị nghèo lắm, đâu có tiền đâu tặng. Trời đất ơi, thế ông này không có tặng bông cho chị không? Không. Thế ông tặng cho chị cái gì hôm đấy, đêm hôm đấy? Không tặng gì hết, là cái đó là gặp bằng ngày uống cà phê thôi. Uống cà phê xong rồi làm gì nữa? Uống cà phê đi về. Trời đất, thiệt không? Thiệt. Uống cà phê mấy tiếng? Là uống cà phê có một lát thôi về. Một lát, uống lát, đi mất công thăm nhau mà đi uống một lát. Kỳ cục ấy. Nó thiệt mà, cả tại lúc, lúc đó là bằng ngày thôi. Lúc mà chị nhìn người đàn ông thì chị có mê mẩn chưa? Nhún người chưa? Không, cũng như là bình thường. Nắm tay không? Gặp lúc có nắm tay không? Không. Không nắm tay, chị nói chuyện là phải làm tin yêu nhau chứ. Không, cái đó là yêu nhau mấy tháng mà. Cà phê thôi, hiểu không? Chưa có yêu nhau mấy tháng mà không nắm tay. Lại đây, có mệt ghê. Có được cao á, mới là nắm tay thôi, chứ lúc trước là không có. Yêu nhau mấy tháng mà, yêu nhau mấy tháng á, mà lại không nắm tay. Đứng đây nè. Yêu nhau mấy tháng mà lại không nắm tay. Được không? À. Chị nói thật không em? Không, cái đó là lần đầu tiên là không có. Có không lần sau thôi là mới có nắm tay, đưa quán cà phê rồi có nắm tay, cái đó là có. Thế hôm nay hôn hít không? Cái đó là phải có rồi. Hôn ai hôn ai trước? Thì người kia chứ không là ai. Ai hôn ai trước? Thì anh đó. Anh đó mệt bà ghê. Anh đó tên là gì? Anh tên là tên anh My. Anh My hả? Anh My lúc ấy là có nói là em yêu anh không? Thì cũng vẫn nói bình thường. Nói làm sao? Không. Nói làm sao? Thì cũng vẫn nói là cũng như là nó thương cả đời vậy đó. Trời đất ơi. Trời đất, thương cả đời luôn. Nó nói là cha mẹ nó không có cấm cản cái vụ là lớn lớn tuổi hay là nhỏ tuổi. Trời ơi, là trời. Thế hôm uống cà phê là uống trong cái quán đấy là quán tối hay là sáng? Sáng ở ngoài chợ. Chợ gì? Chợ 79. Chợ 79 ở đâu? Ở Bình Dương mình nè, ở chợ 79. Ở chỗ bên ship 1 đó. Tối không hay ban ngày? Ban ngày, đập ban ngày. Đập ban ngày mấy giờ? Cái đó có khoảng 3 giờ. 3 giờ chiều hả? Ừ, là 15 giờ. Đúng rồi. 15 đến 16 giờ rồi hai người gặp nhau mấy tiếng? Thì gặp trên tiếng ngoài đi về để tiếng ngoài. Ở thế anh có dụ chị, anh có dụ chị đi đâu không? À, hôm nay anh mời em đi chơi không? Có không? Có mà chị rồi, không đi đâu? Nó trời mưa. Mưa mình mặc áo mưa. À, chị không có đi. Kỳ vậy? Mình gặp nhau bao nhiêu ngày mình ao ước được gặp nhau để uống đi cà phê về thì mà chị cũng sợ là cái là sợ sao mình đi tuổi. Sợ sao mình đi tuổi mà đông cái là tự động người đó thề quá, người đó nó thề thốt quá đi nên mình mới tin, chứ mình cũng không thích là người nhỏ tuổi mà tại vì người đó thề thốt. Thế chị thích người khoảng nhiêu tuổi? Tại mà lúc đó là mình không có bị cái này á thì mình cũng lựa tuổi cỡ ngang ngang mình hoặc lớn hơn. Thế sao mà mình lại lựa sao tại vì người này thờ thốt này kia nọ quá trời đi mình mới tin thôi. Trời ơi. Nó chứ không trước phải đây, là mình tin. Trước đây từ khi thôi chồng là chị bị mấy ông lừa chị rồi. Thì mới có cái thằng này là lừa tiền của chị thôi. Thằng ở đây là anh chứ thằng đâu mà thắng. Anh My, anh Họa My. Mình rồi bây giờ này. Thế ông này ông ấy gặp chị là hôm đầu tiên là cứ cho là hôm ông tha chị đi. Ông dụ chị nhưng mà không được đúng không? Nhưng mà hôn hít là có. Đúng. Hôn là hôn hai người hôn nhau say đắm không? Cũng không say gì. Ôm nhau lâu không? Ôm nhau lâu không? Tại vì mình quán cà phê có một có giữa cũng đông người ta, cũng như là đông người ta thì mình vô trống, mình vô trống. Mình nói chuyện qua lại thôi. Ôm nhau lâu, nhưng mà ôm nhau lâu không? Không có ôm gì đâu. Chỉ có đè nó hôn thôi. Không có, kì tại ngồi quán mà mình đó là ngày đầu tiên là mình ngồi quán. Rồi hôm thứ hai, ai gặp ai? Thứ hai thì anh cũng chạy qua gặp mình. Anh chạy qua gặp luôn. Trời đất quỷ thần ơi. Anh qua từ đâu qua? Từ Gò Vấp. Ở Gò Vấp chạy qua. Tới nhà chị luôn. Đúng, ở chỗ nhà trọ của chị, nó chợ 79. Rồi vào nhà trọ thì ngon, quả là úp xoạt rồi. Thế vào nhà trọ hôm nay anh làm gì?
Thì lúc đó đi uống cà phê đi ở ngoài chứ không không về phòng. Đó, thế, xong đi uống cà phê xong rồi có về phòng không? Không. Rồi làm gì nữa? Là đi đi vô nhà nghỉ. À, nhà Nghỉ nghỉ. thôi. À, nhà nghỉ tên gì chị nhớ không? Không, không. Không nhớ tên. Không nhớ tên. Ai trả tiền? Người trả tiền á là ảnh trả. Trả hết đâu bao nhiêu, hết nhiều tiền? Ừ, đêm ngủ cái đó đêm đó là tới sáng là trăm, một trăm mấy, 200. Từ tối đến sáng mà 200. 200.000. Dạ chứ. Rồi. Nhà đúng nghỉ rồi. Bình Dân à? Bình Dân. À, phòng phòng số mấy, lầu mấy chị nhớ không? Không nhớ, phòng trệt mà phòng 1, lầu À 1 có chết. chứ. À, hôm nay mình đi bằng, người ta đi bằng phương tiện thì xe hơi hay Không là có, người ta đi bằng cái xe tàn thôi, xe đỏ, màu đỏ, xe út màu đỏ thôi. ôi trời đất quỷ Chứ thần không ơi, có xe xe tàn. sang trọng thôi, để người ta nói người ta cũng khổ. Mình chấp nhận là mình nói là Xe người ta tàn, thông sống thật là người ta lo hết cả đời cho mình. xe tàn Đó, người ta quen, thề thốt là như xe vậy. tàn quen chi vậy? Tại mình Ôi nghĩ mình kiếm người thật lòng để mình rồi làm lên thôi. rồi, ok chị. Bây giờ này, sau đó thì hai người vô nhà nghỉ thì mình, người ta có dắt chị vô nhà nghỉ trước không, hay Thì là đó. người ta gọi trước, người ta nói là hôm nay anh mời em đi nhà nghỉ không? Có. À, xong chị đồng ý ha. À, đồng đồng tình, mình cũng cũng Đúng. nói chung là mình lâu rồi cũng ham chồng ha, cũng muốn có chồng rồi. Thì đã mình kiếm một bờ vai để dựa lên nửa đời còn lại mà. Ai ngờ đâu là anh lừa một khúc vậy, chị cũng Một không khúc, ngờ là bây giờ. một Từ lúc mà chị ảnh lấy tiền của chị là chị bệnh tới bây giờ luôn tiền á. gì nữa, từ từ đó tiền. Bây giờ này này, thế vô nhà nghỉ không ấy là làm gì? Thì cũng cũng vậy đó, hôn với nhau rồi gần Hôn, gũi nhau. hôn là gần gũi, là em không biết hôn là hôn làm sao, ai đẻ người, ai chị đẻ ông ấy, là hay là ông đẻ chị? À, ông là người người chủ động là ảnh. Anh đẻ chị, lúc này chị nghe có mê mệt không, có nhún người không? Thì đã người mà mình gần gũi nhau mà cái gì cũng vậy, thương nhau thì phải như vậy Thế là thôi, lúc này ai người cũng mắt, vậy. lúc cái mắt nhắm hay mắt mở? Ủa mà nhắm chi, cái mình mở bình thường. À vẫn mở. À, mình mở nhìn người đó có thật hay không, mà rốt À, cuộc là người đó nó bay mẹ rồi. chính giờ là vẫn tỉnh này, mắt bà là mở và nhìn người ta, xem người ta hôn thật hay hôn giả, chính là Ấy, bà tỉnh này. ấy là mở mà còn ta còn bay đi nhắm nữa chắc chết luôn quá. Trời đất quỷ thật, chết bà quá. Thôi rồi bên này, thế hôm nay làm từ tối đến sáng lúc mấy giờ tối vào? 8 giờ 8 giờ tối, 20 giờ đến mấy giờ về? thì tới sáng về Sáng là 9 giờ hay 10 giờ? 7 giờ. 7 giờ về sớm dữ rồi. Rồi hôm nay mình làm mấy điếu? Hôm nay thật lòng là mình làm mấy mấy lần? Đó 3 4 lần vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi. Ông bắt gà là ông sung quá ông ơi. Ông sung quá, ông là xấu mà ông sung vậy, ông được khoa, ông được mỗi cái củ thôi. Chết rồi rồi. Không có mệt đâu. Mệt chứ, cái gì cũng phải mệt chứ, Trời chứ không ơi. lẽ không mệt trời. Nói thật này, bà này nói thật này. Bà này thật. Mệt nhưng mà thích đúng không? Cái người mình thương là nó vậy, mình đừng ngỡ người ta thật lòng với mình Nhưng thì mà cái người thương là cũng thế này vậy. mà ai mà quen em mà bắt em làm này, chắc em mai 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 chắc em chụp bỏ trốn chặn số luôn Đâu á. phải bắt làm đâu, tự nguyện mà, chứ Tự đâu nguyện phải mình à? bắt người ta làm đâu, đúng không? À, Cái gì vậy? hai người tự nguyện, Cái là anh ấy tự nguyện thôi chứ mình đâu bắt làm gì. nhưng mà mình vẫn đủ sức đúng không? Mình phụ nữ mà có gì đâu. Ồ, phụ nữ khỏe hơn. Rồi thế nào hôm nay làm 4 lần, thế là mai thì anh chở chị về, thì anh có nói là anh yêu chị ra trước cửa hay trước khi chở chị chở đến đâu? Thì chị trở về nhà, Về trở phòng, về về cái phòng phòng chị. à, có hôn miếng không mới Đó. về không? Không, đưa tới đó là chị tự về. Có giơ tay là bye 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 Có, bye có. không? Rồi thế bao giờ anh gặp lại chị? Thì có khoảng là tuần sau nữa thì cũng gặp lại một lần nữa. lại Thì hồi lúc lại mà quen tới 4 tháng là gặp được bao nhiêu là có 2 3 lần thôi. trời kỳ vậy. Thế là lần sau là anh gặp chị ở Rồi đâu? cũng gặp ở phòng trọ đó. Gặp phòng trọ, anh lại đến phòng anh tìm luôn. Đúng. Thế xong rồi anh, hôm nay anh làm, anh làm gì mấy đứa? Không, lần sau bình thường Mày mày bình thường là làm mấy một lần? lần 2 lần thôi. 2 lần. Trời, chính tỏ ông này rất mạnh nha, nhưng mà ông tới lâu nha. Rồi thế là lần lần thứ ba này gặp nhau ở đâu nữa? Lần thứ ba là tự ảnh qua đây, ảnh vào phòng mình là qua bên kia, Là đạp mái trong là phòng luôn. ảnh nói là ảnh lo cho mình suốt đời qua đó, ảnh làm Rồi nó trở mà rốt qua. cuộc là giờ qua đó rồi là bỏ luôn, không có. Không, thế hôm nào là anh mượn tiền? Thì quen được đâu đâu một lúc mà mình đi làm Anh, công ty á, em hỏi lại rồi chị này, từ khi mà chị bắt đầu gặp nhau uống cà phê lần đầu tiên đến khi anh đạp mái chị là mấy lần? 3 4 lần. 3 4 lần, sau đó lại mượn tiền. Thì nó là ba cái bắt xe, bị bắt xe mua xe cho ba gì đó, rồi cho mượn 7 8 triệu gì đó, rồi cho mượn một lần á là như chuyển là một lần 3 triệu, một lần 1,5 triệu, một lần 1 triệu, một lần 1,2 triệu, một lần 1,5 triệu, ở nhiều lần lắm, nó là mới 8 triệu. Gọi là đây phi công là rỉa dần, phi công là rỉa dần, như gọi cá mấy con cá gọi là cá cha đúng không? Phi công là rỉa dần. Thế rồi cho em hỏi cái vàng nào nữa?
Vàng là tại vì anh nói là cái tiền của thằng thằng anh của em nó là con chú bác gì đó đang làm cái xưởng dây chai là đang thu vô mà thiếu tiền, bây giờ cho mượn đỡ 4 triệu vàng là sao biết chị là có vàng? Hai tuần thì biết mà trong chị... mình chỉ có tiền vàng nó bây biết. Giờ chị còn vàng không? Giờ hết rồi, bệnh hoạn bán hết rồi, không còn miếng vàng nào hả? Không còn miếng nào hết. Có cái dây chuyền không? Hết luôn, bệnh hoạn hết rồi, không trời còn gì hết. Trời ơi, tội dữ vậy. Bây giờ nhờ còn đôi bông tai này nhờ hiệp sĩ Hải đây nè, chỉ còn cái dây này như này dây này cho anh ta không lấy nữa, trời đất quỷ, giờ nó xong cho nó dây này, em có dây này thôi. Tội dữ vậy. Khổ chứ. Thế hôm bữa là vàng chị để đâu? Hết rồi. Nhưng mà không có vàng chị đeo tay hay đeo cổ? Đeo tay. Anh lột luôn. Là anh nói là cho chú bác mượn đi, thu dây chai vô là bao giờ trả? Hai tuần trả mà vàng. Bây giờ tới bây giờ luôn rồi. Vàng đó là vàng gì? Vàng y vàng 4 số 9 đó. Trời, 4 số 9 là ngon đấy, vàng có giá đó, vàng là 6 mấy đó, hơn 60 đó, 4624 đúng không, là 24 triệu cộng ấy là mấy triệu nữa tiền mặt? 8 triệu. Rồi 24 là 32 củ đúng không? 32 củ mà anh đạp máy là ba, tổng số là ba lần hay bốn lần? Một đêm đầu là 4, lần đầu tiên 4 phát. Trời lần, ơi lần má sau ơi. Là 2. Chết tôi rồi, má ơi là má, quỳ lại luôn. Mạnh vậy? Thật không? Nói thật mà. Chị nói thật luôn. Trời châu bò hay gì hả? Trời ơi. Cái ông kia có châu bò không mà khỏe dữ à? Hỏi thường, ai biết đâu. Thường dữ vậy. Cái hôm chắc chị khổ lắm à, hôm mệt lắm à. Cái gì cũng phải mệt thôi. Chết rồi, tội quá. Sau này sao ông bảo anh mần em lần, anh mần chi nhiều dữ vậy. Thế là tổng số đến giờ phút này là anh em hỏi chuyện nghiêm túc nha. Bây giờ nói chuyện nghiêm túc không giỡn á. Nha. Là tổng số là anh dắt chị đi nhà nghỉ là mấy lần? Đi nhà nghỉ là 2. Mà anh thì không phải đâu. Hai. Bởi vì ông tướng này ông còn nhỏ tuổi. Hai lần nhà nghỉ, còn là một lần trong nhà. Một lần ở trong phòng trọ mình, còn rồi. Một lần sau cùng nữa là giờ phòng đi mà không có 4 lần. Đêm đó không ở với mình là đêm đó giờ phòng đi rồi mà... là bữa sau tối lại là trong gần đó. Đi luôn. Đi luôn tới giờ này luôn. Nhưng mà hôm đấy tối mà kết thúc là có đạp máy cái nào không? Đã thì giờ lại là chị... tận dạng là đi mất tiêu luôn. À, có là tổng số là chỉ có đạp máy 3 lần. Lấy tiền rồi là đi luôn. Có 3 lần. 3 lần. 3 lần mà mấy lần mấy cái hả? Lần đầu tiên là 4 điếu. Ghê vậy trời. Lần thứ hai là 3 điếu hả? Lần thứ hai, lần thứ cuối cùng là mấy điếu? Tại phòng trọ ăn là cũng vậy thôi à. Phòng trọ 2 thôi. Phòng trọ 2. Chị có cho ông này ăn giá ăn hành hay là ăn đông trùng hạ thảo gì không? Không, chị không cho gì hết. Chị thương khờ lắm, chị không biết gì đâu. Trời ơi, thương dữ vậy. Rồi chị cho em hỏi này. Thế tổng số đến giờ phút này là người đàn ông này đã lái chị trong một cái quá trình, một cái hành trình và nó là rất xa. Nhưng mà hiện nay chị không được gì cả, đúng không? Hiện nay không được gì mà cuối cùng là mất là tổng số là 32 củ. Đó. Bây giờ chị còn yêu ông này không? Không, hết yêu rồi. Sao kỳ vậy? Lúc trước tại yêu tha thiết mà. Tại vì lúc trước là mình ngỡ rằng là người thật thật lòng. Mà ai giờ người này là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình. Nó chiếm đoạt rồi là biến luôn. Thế chị cho hỏi này. Trước khi tìm hiểu tại sao chị không nghĩ là ông này ông sẽ phủ sóng mà ông ấy dụ mình, ông lái mình, đúng, ông lấy tiền. Cũng suy nghĩ như vậy đó mà thời thốt dữ lắm. Là điện cho dòng họ này kia nọ, được kia nọ, nói thật là dòng họ mà ai ngờ đâu là nó mượn người đóng giả vậy. Đóng giả vào dòng họ không hả? Chứ không phải là dòng họ khác. Mượn người đóng giả, dòng họ, người thân. Đúng. Chính miệng người đó khai luôn mà mình nói là đâu phải là người đó là thật, người đó là dòng họ của tôi thiệt đâu. Mày nói là mày tao lừa cho tao thiệt với mày hả? Không phải đâu. Người đó là tao mưa tao mượn thôi mà người. Bây giờ chị gọi cho người này có được không? Bây giờ làm giờ lúc được lúc không, Zalo hậu đêm hôm gọi được, sáng này nó chặn luôn rồi, số chị cũng chặn luôn. Trời ơi. Còn số nào nữa không? Mình biết nhà chưa? Không biết nhà, tại vì đâu có đi đó. Sao trước khi mình đâu? Ở trên đây mình làm mà, lúc đó mình làm công ty đâu có đi xuống đó đâu. Sao trước khi mình yêu mình không tìm đến nhà xem nó anh này có vợ không? Nó nói Tết đi nó mới dẫn dù về nhà. Trời nó lại ơi, vậy. Tội dữ vậy. Bà này cũng xinh gái chứ bộ. Nè, đẹp gái quá trời nè. Nó nói là hả? Tết nó mới về nhà. Đấy, xinh không? Chết tôi nè. Nó dẫn về cho biết. Khổ quá trời khổ luôn. Mà xinh quá. Trời ơi, thế giờ mình sợ chưa? Sợ lắm rồi. Thật không? Sợ tin nhưng còn đập không? Sợ lắm rồi. Thật không? Sợ đàn ông hay sợ ai? Sợ nhất là đàn ông, hơn nó nói thiệt luôn á. Bây giờ tôi ra tôi xăm 4 chữ, 3 chữ hận đàn ông luôn. Xăm chưa? Xăm chưa? Vài bữa nó là đi xăm 4, 3 chữ hận luôn. 3 chữ hận đàn ông luôn. Đừng vậy sao? Nhưng mà hận nhưng mà mình thèm. Thì không, sao? Kệ đi. Chẳng thà như vậy. Chẳng thà là mình thèm. Không để cho đau khổ. Mình nhịn đúng không? Đúng. Đàn ông đâu phải ông giống ai đâu chị, tùy người mà. Bà không biết được. Bây giờ thật xanh nó ít cái thông nó nhiều lắm. Bây giờ này nè, em đã cảnh báo chị rồi. Trong thời gian qua rất nhiều người không làm mà vẫn quan.
là vì một số thanh niên phi công trẻ này cứ dụ các bà đàn bà, gọi là em nói thật xin lỗi chị là sồn sồn giống chị á nhá, là dễ ăn tiền nhá. Chứ dụ những người mà con gái trẻ tuổi là người ta không có tiền, những trường hợp giống như chị là có tiền, em đã cảnh báo rất nhiều rồi. Em nói chị nói tại sao chị không xem, phải chi á, mà phải chi chị làm chủ làm tá gì á lừa, còn này đi làm công làm mướn làm hồ mặt nắm tay chai. Mình cũng nói thật sự là mình nghèo lắm, mình không có nhà cửa. Chị hiện nay đang làm công việc gì? Bây giờ đang bệnh nè, đang nhưng mà đang làm công việc gì? Công ty mà giờ đang bệnh xòe bàn tay thế nào? Trời ơi, bàn tay này là khá giả đây, tay này là phúc hậu khá giả này, mỗi tội là cầm tiền thì ít mà cầm ấy thì nhiều. Cầm gì nhiều? Chết tôi rồi, cầm gạch cầm đá nhiều, tội nghiệp quá, khổ quá, trời ơi. Cặp chê thì nhiều. Thôi thua rồi. Bây giờ này, chị có mong làm lấy lại tài sản của mình không? Có mong nhờ. Rồi chị hãy lên tiếng. Dạ, chị hãy đòi cái lợi công bình chùm giùm mình, chị lấy lại số tiền giùm mình thôi. Chị hãy lên tiếng, đọc tên đọc lệnh luôn, đọc phi công luôn, chứ không có đọc ấy nữa, chị đọc phi công nha. Phi công họa mi chim hót này trả lại tài sản vàng và tiền cho tôi. Họa mi ơi, xem cái like này, họa mi phải trả tiền lại cho tôi. Giờ mượn 8 triệu với 4 chỉ vàng đó, hoàn lại sớm nhất cho tôi. Tôi không có muốn để kéo dài thời gian nữa. Tôi trong thời gian vừa qua bị anh lái tôi là gọi là mệt mỏi rồi. Nói đi, anh lái tôi mệt mỏi rồi, bây giờ tôi... Trong thời gian á, mi cũng... mà gần gũi tôi mà mệt mỏi lắm rồi, bây giờ mi phải hoàn tiền trả lại cho tôi đi, bây giờ tôi không cần cái gì nữa hết tất cả. Đó, đây là một tình yêu, phải nói tình yêu không có thật, đúng chưa? Đúng. Tình yêu này người ta lợi dụng chị thôi. Nếu chị không có tiền thì chắc chắn khẳng định với chị luôn, người ta không yêu chị. Bây giờ em hỏi chị này, ốc không mang lỗi mình ốc thì làm sao mà mang được cái cọc này để cho con rêu nó bám, đúng chưa? Người ta đang chạy một cái xe cà tàng, công việc không có, tiền bạc trong túi không có cái gì cả, làm sao người ta bao bọc nuôi chị được? Ví dụ một tháng người ta làm ra một vài chục tỏi, đúng không? Thì có thể người ta sẽ bao bọc người ta nuôi chị được. Bây giờ thì trên thì răng mà dưới thì đạn không thì được cái súng khỏe. Bây giờ thì đúng không? Bây giờ người ta lợi dụng gì thôi, yêu đương gì? Em đã cảnh báo rất nhiều lần rồi, không phải ở đây là anh em không có cảnh báo. Mục đích chính là đăng tải những video này là không phải là để là làm cái việc gì khác, mà đăng tải đây mục đích chính là cho các chị em giống chị. Có nhiều chị em về đây là chia sẻ anh em là bị mất 400-500 luôn, có trường hợp là mất mấy tỏi luôn đó, nhìn tội lắm nha. Bởi vì dành dụm con không dám ăn, không dám cho ăn, đúng không? Gia đình mượn không dám mượn cho mượn, gửi ngân hàng này không dám đi, phải rút ra để cho một số phi công này để người ta lấy mất, đúng chưa? Hên là chị là có ít đấy, nếu mà chị mà có nhiều em khẳng định chị luôn là không đến giờ phút này chị trắng tay rồi, đúng chưa? Giờ này trắng luôn rồi, coi như đau bệnh hết tiền luôn rồi. Vậy là chị dành dụm từ xưa là được coi như mất hết rồi. Đúng rồi, lúc trời này ơi. Bệnh là chị lúc bệnh tới giờ là trời ơi 50-60 triệu rồi, vừa chị bệnh vừa ăn uống tội này kia, nợ tiền này kia là 50. Thế bây giờ đăng thông tin này là các con chị mà thậm chí người thân chị sẽ biết đó. Đúng rồi. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Cái video mà chị chia sẻ này hoàn toàn là cái đó các con của chị biết á, cũng không có gì, tại vì á là nó không có lo cho chị được. Cái đó là vậy, con của chị nó lo bản thân nó còn không xong nữa, nó không có lo cho chị được, vì cuộc sống chị tự bư tự chải thì cuộc sống của chị. Vậy là hiện nay ấy, là chị chia sẻ cái thông tin này em thấy là nghi nghi, có đúng sự thật không? Nghi nghi là gì? Nghi là tại sao thanh niên này khỏe dữ vậy? Cái đó là chị không biết cái đó. Mà thanh niên là à đúng rồi, thanh niên là sinh năm 93, năm nay có 30 à? Thanh niên mà đang sức dài vai rộng, 30 khỏe mà. Tướng này thì sung rồi. Còn nói còn lên tiếng một câu này nè, cái đầu mà chưa có sẵn hơn tao đâu, tao là người, tao là có sẵn rồi. Trời, có sạn luôn. Nó là vậy luôn. Ai? Thằng người đó đó, người mi đó, đó. Trời đất ơi. Tên mi này. Bây giờ ấy là nếu như mà bây giờ này, người đàn ông là người ta quay lại, người ta liên hệ cho anh em Hiệp Chí Bình Dương là người ta trả lại toàn bộ tài sản và xin được yêu chị và yêu hơn lần trước. Trước đây 4 điếu thì bây giờ 5 7 điếu. Chị có đồng ý không? Không. Kỳ vậy. Tại lúc đầu tiên á mình nói được, mình làm được, còn lúc đầu tiên mình nói như vậy mình lừa người ta số tiền mình đi biến mất là không còn để mà người ta lòng tin để người ta tin nữa. Một lần vất tin, vạn lần bất tín á. Rồi, thương ta quá. Không tin nữa. Tại vì cuộc đời người ta đã khổ rồi, người ta cần kiếm một người đã chung thủy để nuôi người ta cả đời, sống cả đời mà người mình đi lừa gạt người ta làm gì? Thường nói chuyện rưng rưng muốn khóc luôn. Chị này số phận khổ ha. Con cái thì bỏ nên mà cũng mong muốn có người hù hí mà gặp ngay tên Sở Khanh. Rồi không khóc nữa, không buồn nữa nha. Chị bệnh 4 năm tháng này con chị có điện tới mà hỏi thăm chị đâu. Tội dữ mà. Rồi cố gắng không khóc nữa nha. Rồi anh em thương chị. Tội nghiệp. Rồi cái là chị gái này bật khóc luôn vì cái câu chuyện tài sản của chị ấy, so với người khác thì nói chung là nó cũng chẳng đáng bao.
Nhưng đối với một người công lao động vài chục triệu này phải nói là vô cùng lớn. Bởi vì hiện nay là công việc không rõ ràng, không ổn định, tháng thu nhập không được bao nhiêu, mà ăn không dám ăn, uống không uống, dành dụm được 4 chỉ vàng và kèm theo là trên dưới 10 triệu tiền mặt. Mà không ngờ cái ông bắt gà này, ông đã lái chị trong thời gian vừa qua phải là rất mệt mỏi rồi. Đó, ông hành chị. Mà không những như vậy là còn lấy hết toàn bộ tài sản. Đó. Đây cũng là một bài học dành cho các chị. Các chị gái trong thời gian vừa qua phải nói nếu yêu đương ai đó thì mình hãy tìm hiểu. Tránh tình trạng họ bị yêu, bị dụ như thế này thì thực sự rất đáng tiếc. Đúng không? Nhìn tội lắm, thương lắm. Anh em đã cảnh báo rất nhiều rồi, tại sao mà các chị là không có chịu nghe mà không chịu xem. Đó, cứ nói là anh em mà gọi là sắp đặt, anh em gài, anh em bày cách, anh em lên kịch bản. Đây là hoàn toàn là người ta chia sẻ hoàn toàn là đúng sự thật. Nha. Đây là hoàn toàn là đúng sự thật. Chứ không có gì sai trái cả. Mục đích chính là cho các chị, thậm chí là rất nhiều chị bây giờ giấu gia đình luôn. Nha. Em nói thẳng là hiện nay trên mạng xã hội xảy ra rất nhiều. Nhiều chị gái bây giờ hiện nay là bị những phi công này ăn hàng 500-700, lên hàng tỏi luôn. Thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng mà giấu gia đình, không cho ai biết. Nhiều chứ, nhiều người đó. Giấu chứ. Âm thầm, bởi vì có tiền là đưa cho trai, bây giờ thì làm sao mà lấy một cách dễ dàng được. Đưa cho người ta đâu có giấy tờ đâu, đúng không? Cực khó. Đó. Hy vọng là bây giờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ câu chuyện này lên cái người đàn ông tên My là sinh năm 1993, nguyên quán tại Cà Mau. Thì em mau chóng liên hệ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương để sớm phản hồi để trả lại tài sản cho người ta. Bởi vì mình quen biết người ta, đúng không? Mà mình lợi dụng tình cảm của người ta là đã là không được rồi. Nhưng đến giờ phút này không những như vậy mà mình còn lừa đảo chiếm đoạt cái tài sản của người ta nữa. Thì thực sự là đây là người đàn ông phải là không thể chấp nhận được. Người đây là một người đàn ông phải là đáng lên án. Sức dài vai rộng, nhìn tướng to khỏe, đúng không? Nhưng mà thực sự là không làm gì cho đời. Sống là ăn bám vào đàn bà này không được. Rồi, chị hôm nay chị về đây, chị có điều nào muốn cảnh báo trên video này? Để hy vọng là các chị gái, các em gái tránh tình trạng tiền mất tật mang giống như chị không? Rồi mời chị lên tiếng. Tôi lên đây nhung nhờ của mấy chị đừng có giống em, bị người ta lừa hết tiền. Thôi nín đi chị ạ, chuyện đã rồi nín đi nha. Rồi thương chị quá. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ này, chị có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ mà đăng tải thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm cái tên họa My này không? Có ha. Thông tin chị chia sẻ này hoàn toàn có đúng sự thật không chị? Đúng. Rồi không khóc nữa ha, thương chị quá. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là cái câu chuyện phải nói là chị gái này hiện nay về đây khóc nghẹn, về nó rất thương. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện là thông tin cái người đàn ông mà tên My này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để giúp chị gái này lấy lại tài sản của mình. Bởi vì hiện nay là chị gái này bị phi công này phải nói là lừa lái trong thời gian vừa qua. Không những như vậy là hiện nay là lợi dụng lấy của chị rất nhiều gọi là tiền và tài sản. Câu chuyện rất đau. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.